chào cả nhà. Trời ơi, dịch giả này cách ly tới 15 ngày, 15 ngày, bây giờ 15 ngày rồi, giờ đang không biết chừng nào được nghỉ nữa. Giờ nhà giờ nãy chạy được vòng đi mua hai ba phân, mua ba chỗ luôn cả nhà mới có được bịch bồng tơi cả nhà. Rau muống, tại hai cái món này là dễ trồng cả nhà, dịch giả này trồng ra 2 tuần nó lên ăn ngập mặt luôn đó. Mua thêm bịch ô-ri sữa để dành tưới, thấy không cả nhà, cực khổ lắm. Hiếm mà hên giá không có cao, nó chơi bao 50.000 à, nghe không cả nhà. Hồi chiều cũng bon chen đi đi mua hai ba thân với lại một cái bịch ô-ri sữa, rồi mua được 2 bịch hột mồng tơi và rau muống cả nhà. Đó, bây giờ người ta nói là phải ngâm ngâm từ 4 đến 6 tiếng trước khi gieo trồng, rồi sau đó ngâm, nhưng chúng ta còn phải ủ 1 đến 2 ngày nữa cả nhà. Đó, bây giờ trước khi đi ngủ Tâm sẽ ngâm với nước ấm hết cả nhà. Đây cả nhà, hai cái chén nước ấm mà Tâm đã chuẩn bị sẵn rồi nha. Đây. Chào cả nhà. Sáng nay vớt hạt ngâm mà hôm ra cả nhà. Nhưng mà là vớt quên quên quay cả nhà. Đây. Đó. Đổ vô cái khăn xong rồi ủ cả nhà. Giờ làm thêm cái nữa cả nhà. Đó, nãy làm rau muống giờ tới làm mồng tơi cả nhà. Đó, làm xong đổ nước đi nè. Đó. Đây cái khăn này cả nhà, làm giống người ta mà không biết nó lên giống người ta hay không, không biết. Cái này chủ yếu là làm tăng gia sản xuất cả nhà, dịch giả này làm chứ là để có cái ăn thôi cả nhà, chứ không phải giống như người ta là trồng rau sạch để người ta kinh doanh hay cả nhà. Này, Tâm chứ là Tâm chết rồi, còn tên này sao ngâm ra cái nó rồi quên coi mồng tơi nữa. À, không coi trồng rau muống mà quên coi mồng tơi đó nha, không biết mồng tơi ủ nó có anh hở, nó có lên nứt nhanh giống như rau muống không, hay là ủ xong rồi nó hư luôn quá ấy à. Hồi hôm coi cách trồng rau muống mà quên coi cách trồng mồng tơi, cứ nghĩ là mồng tơi nó giống như rau muống cả nhà. Trời ơi, ủ mùng tơi rau muống thì nó nè cả nhà, ủ rau muống thì nó nở ra cả nhà, còn mùng tơi thì thấy nó mềm nhũn rồi bỏ vô ủ không biết vì sao, nó thấy làm người ta làm hay quá không, thế mình làm rất quớt kỳ cục buồn lắm á trời. Cả nhà thấy em hay hay là không hay, cả nhà cũng ủng hộ giùm em like với một cái đăng ký ha cả nhà, để có nhiều video hay tiếp theo cả nhà. Cái này chủ yếu là em tăng gia sản xuất thôi chứ em không có chuyên về trồng cái này cả nhà. Đó, bây giờ ủ, bây giờ người ta nói 1 2 ngày thôi mình ủ thôi. Ngày hôm kia thì đã ủ ủ ủ xong hạt rồi cả nhà. Cái này kiểm tra xem cái thành quả thế nào, không biết nó có giống như người ta làm ở trên cái trang mà trồng rau sạch ha cả nhà, không biết nữa. Ồ, cũng có lý cả nhà, cái phần mồng tơi cũng không biết người ta có
cục thấy nước nanh nè, biết người hỏng quên xem. Quên xem người ta hướng dẫn là vòng tơi có ngâm hay không mà thấy ngâm nó cũng nở bánh trơn mà, giờ nước này cũng đỡ cả nhà, tính đâu nó hư thúi luôn rồi chứ. Hai ngày rồi cái rau muống thấy có lý nè cả nhà, đó nước nanh trơn cả nhà. Ôi ôi làm sao giống người ta quá mà không biết tự cung tự cấp có ăn hay không nữa cả nhà. Đó bây giờ mình có hạt rồi, rồi em theo hai cái này xem cái hồi nó có trục trặc gì thì mình bỏ luôn, mình khỏi cần ngâm, mình bỏ thẳng luôn đó. Làm giống người ta mà không biết có ăn giống người ta hay không. Cái này không phải là chuyên nhà trồng rau cả nhà, tại vì dịch giả rồi kẹt phép quá không mua rau củ quả gì được hết, nên thôi tự trồng xem coi 10 đến 15 ngày nữa có ăn cả nhà ha. Cả nhà thấy hay ủng hộ nha cả nhà. Trời thôi coi cái đầu này hôm trước thấy không, ra cho cả nhà một cái clip hết cái đầu luôn, đưa vô dở hết, lần đầu tiên dở hết cũng đẹp hết ngon. Ôi cái này là phân bò cả nhà, phân bò ha, phân bò. Không biết nó có ra trò trống gì không đây. Cả nhà xem cận cảnh luôn, phân bò người ta đã ủ qua cả nhà, vậy mình sẽ trộn với sơ dừa ha. Đây nè, ở cái bên kia là nó có sẵn rồi, giờ mình bỏ thêm mới thì mình trộn ngược lại ha. Ơi không biết có ăn hay không chứ thấy trước mắt là thấy tốn tiền nữa cả nhà. Mua ba bọc hai bao phân với bịch phân nhỏ là hết 150.000 cả nhà, thêm hạt 20.000 nữa là 170.000. Đấy. Mức đầu tư ban đầu 170.000. Mình sơm lỗ cả nhà, mình tạo cái những cái lỗ để mình bỏ hạt giống cả nhà. À, mẹ Ben nha cả nhà, không biết làm có ăn không nữa, thấy tức là tốn rồi đó. Đó giờ sơm lỗ nè, thấy người ta chỉ là cách nhau 2 cm nè. Ủa đó, cách nhau 5 cm chứ, cái rảnh thì sau 2 cm là mình...
giờ mình sẽ gieo hạt mồng tơi. Ôi ôi, sao đó nó mềm ui hết trơn, không biết gieo lên nữa cả nhà. Ý, người ta kêu gieo ít thôi, thôi mình cứ gieo dày dày tí xíu. Chơi rau muống dư nhiều lắm. Đây tới rau muống. Nó thiếu vài ô thôi. Chơi rau muống luôn. Ủ rau muống. Ủ hai ngày nó lên cũng ngon đó nha. Coi nè. Ghê không? Ý, nước nền, có cái nước nền đấy. Người ta kêu là mình gieo ít thôi. Để mình cứ gieo nhiều có sao đâu. Nó lên ít nên ăn được rau đẩy xong một ô vào đây. Rồi dặt theo hàng này. Kêu mày ít thôi. Giờ ngâm hết vô đây thì làm hết vô đây thôi. Trời ơi, chứ giờ mới bỏ á cả nhà. Đây, trời ơi nó lên, nó sẽ lên thôi, không biết nó lên như thế nào thôi, chứ nó lên, nó phải lên, phải lên nha. Trời ơi vô nhiều lắm cả nhà ơi. Chưa nhiều lắm trời ơi. Chết rồi. Chưa nhiều lắm giờ sao? Có nha. Hay, vô phân nửa luôn. Ôi ơi. Rồi để chút xíu kim vô khác trồng. Bây giờ lắp lại. Tơi. Đây đó mình phải làm sạch cho nó xuống dưới hết rồi mình lắp lại rồi thường xuyên tưới nước nha. Đó rau ở nhà không được nhiều nha. Đây đặc biệt cái được cái chậu rau giáp cá rồi cực kỳ ngon luôn coi nè. Trời ơi nó xanh tươi xanh mướt luôn, quá trời quá đất. À. Đó, thành quả này được nhiều á cả nhà. Đó, cái chậu rau dấp cá. Ôi, ăn nó tốt lắm cả nhà. Trị bệnh. Nó bệnh thuốc đấy. Đó, được bụi hoa. Hoa này không biết hoa gì nữa. Mà em nó trồng á. Đây, cũng có dấp cá mà ít. Rồi thêm bồ ngót nữa, rau bồ ngót. Đây. Còn nó trống bát luôn cả nhà. Mình có cây sơ kê nè, thấy không? Ồ, cây sa kê. Hôm trước ông ba ông kia nó ngã xong rồi chặt cây dựng lên đó, hên quá nó vẫn còn sống. Đây thành quả cuối cùng đó là bụi bồ ngót để dành cho thằng con nè. Đó, cảm ơn cả nhà.